Ok đấy. Chào anh chị Lâm Quyết, thì hôm nay em lên lấy Orion cho anh khách của em. Thì em sẽ ở đây thanh toán, tí sẽ lên tay trực tiếp của mọi người nhé. Đây tất cả mọi cái là đang thanh toán cho các anh chị bằng tiền Nhật. Thì em sẽ thanh toán xong rồi, tí nó sẽ xe ra để anh ấy đang viết giấy tờ bảo hành cho các thứ thì là tí sẽ ra giới thiệu với anh chị. Đây em thanh toán xong rồi anh chị ạ, thanh toán xong rồi nhá. Thì là em lấy cho anh khách của em, anh ấy bảo cái cổ tay của anh khá là nhỏ, cho nên lấy cái size của bạn ấy là nó chỉ có 39 thôi. Thì em sẽ ra lên tay giới thiệu của mọi người. Cuối tuần nào cũng thế. Em ra xem anh ấy đã chuẩn bị xong chưa nhá, và lên tay giới thiệu của mọi người nhé. Kai shi shimasu. いらない. ありがとうございます. ありがとうございます. Em sẽ ra đây lên tay cùng mọi người nhé. Hôm nay đi em mua hàng đây. Thì cái bà kia ghét bà đấy thật. Ở cái cửa hàng này nó không có cho mình cái, nó không cho mình cái thẻ tag nhé, nhưng mà thôi. Lên tay giới thiệu của mọi người. Và cứ xăm soi ra cái ông ấy kia, thì cái ông anh con trai kia thì anh bảo để anh lấy ấy cho, nhưng mà phải cứ xăm soi bực mình quá. Em sẽ lên tay giới thiệu của mọi người nhé. Đây là chiếc Orion em lấy cho anh khách của em trong Sài Gòn này, và anh ấy cũng có đặt em nhờ em lấy hộ cái chiếc này. Và cái chiếc này rất là hay nhá, tí em kể chuyện của anh chị. Có một bác cũng ấy, còn bác cũng hỏi em cái chiếc này, bác ấy bảo là em quyết đây cái chiếc này 6-7 triệu có lấy được không, thì xin thưa bác là nó là 17 triệu chứ không phải là 6-7 triệu nhé. Giới thiệu tay, lên tay giới thiệu của mọi người. Cái mà chiếc này thì bây giờ thì ở như ở bên này thì là nó là hàng hiếm rồi anh chị nhé. Một chiếc Orion Star rất là đẹp, và cái giá hãng của nó thì loanh quanh gần 20 triệu. Và nếu giá trên thị trường họ bán ra thì đâu đấy phải khoảng 22-23 triệu, tùy theo mỗi nơi họ bán ra anh chị nhé. Thì không biết là ở bên thị trường này anh có bác khách thì bác cũng hỏi em, bác cha ra thông bác bảo là thì nó còn 6-7 triệu không, nhưng mà xin thưa các bác là bạn này là 17 triệu chứ không phải là 6-7 triệu. Và em sẽ lên tay lên cam sau giới thiệu của mọi người nhé. Đây giới thiệu anh chị, đây một chiếc Orion nó rất là đẹp, và hiện tại thì nó không có nhiều ở trên thị trường đâu anh chị ạ. Một chiếc Orion Star nhé. Và chúng ta sẽ có cái hộp màu đen như thế này, hộp dài như thế này. Nhiều anh chị thắc mắc là tại sao mà ở trên này nó sẽ ghi là Made in Japan, ở trong đồng hồ là trên này ghi là Made in China anh chị nhé, đồng hồ là Made in Japan. Thì các anh chị phải để ý rằng cái này có ghi chữ Boss này, tức là cái hộp, đúng không ạ? Cái hộp là Made in China, tức là cái hộp này họ có sản xuất ở tại nhà máy của Orion tại Trung Quốc anh chị nhé, và gửi về Nhật đó là để đóng nó chỉ có nguyên cái hộp thôi nhé. Thì là để nó giảm giá thành bớt cái giá thành của chiếc đồng hồ đi, cũng như là nó giảm cái công việc ở tại Nhật đi anh chị nhé, chứ không phải là nhiều khi có những kể cả của Seiko cũng thế, hay là của Citizen thế, những cái hộp này hầu như là ở nước ngoài, chẳng hạn như là Thái Lan hay Trung Quốc là họ sản xuất những cái hộp này nhé. Là cũng là cái hộp này cũng là công ty của Orion họ sản xuất ra, chứ không phải là công ty của Trung Quốc của anh chị nhé. Đấy, nhớ chị thắc mắc như thế thì em cũng đã lên nhiều rồi, chứ không có là anh chị về một số anh chị là không tìm hiểu lại về để bảo mày lấy cái đồng hồ dở cho anh chị. Đấy, trong này có Orion, Orion Star nhé, và cái ngoài này cũng có như vậy. Thì trong này chúng ta sẽ có cái một chiếc đồng hồ như thế này. Thì ở trong này, bên này thì họ sẽ là lấy lại cái thẻ tag này này, cái bà vừa đây ấy, cái chị con gái vừa rồi ấy, em không thích cái chị ấy một tí nào luôn ấy. Vì thực tế ra thì những cái này với anh các anh chị thì cũng không có dùng đâu, các anh chị cũng bỏ đi thôi. Nhưng mà mình thì mình muốn là mua một chiếc đồng hồ xong, thì là những cái này thì như ở cửa hàng khác em lấy là có. Đấy, nhưng mà cái cửa hàng kia thì nó lại hết cái mã này, cho nên là phải lấy ở đây. Đấy, nhưng mà cái ở đây thì họ thường lấy lại cái thẻ này. Thì cái video nào em lên em thì có thì em cũng phải là nói có, mà không có thì em cũng bảo nói không có, để cho các anh chị nhận hàng anh chị có thể biết được nhé. Thì ở trên này chúng ta sẽ có những thông tin cơ bản, như bản này chống nước là 53, tương đương 50 mét nước này. Và chúng ta sẽ có cỗ máy cơ tự động, và có hỗ trợ lấy con tay này, có dừng kim dây anh chị nhé. Kính chúng ta sẽ kính sapphire và có phủ AR chống lóa, đúng không ạ? Đấy, Arco Chingu. Đó, Neon C có nghĩa là Made in Japan anh chị nhé. Ở bên này thì chúng ta sẽ có cái mã của bạn này ở đây.
RKAU0001S, và chúng ta sẽ có cái giá niêm yết của hãng là 95.700 yên, tức là nó rơi vào đâu đấy khoảng độ 18 triệu mấy, 19 triệu tùy thời điểm anh chị nhé, tùy thời điểm. Và nếu như cái này thì gửi thuế phí gửi về và bán lại cho của cửa hàng thì nó không dưới 23-24 triệu đấy anh chị ạ. Đó, và cái bản này thì hiện tại bây giờ em cứ đang lấy gửi về tay cho anh chị là như bản này là 16.700.000. Đó, thì cũng giới thiệu cùng cái cùng một bác mà hôm nay bác hỏi em Quyết là cái bản này có đến 6-7 triệu không nhé, thì là giới thiệu với bác luôn là các bạn này gần 17 triệu chứ không phải là 6-7 triệu. Đó, đây thì trên này nó còn nguyên tem siêu ni lông, em Quyết xin phép em Quyết không bóc ra nhé. Và giới thiệu cùng mọi người luôn về cái bản này, về cái size kích thước của nó, của bản này đo luôn cho mọi người xem. Đây là bản này, xe mặt của nó là 38.6 anh chị ạ, nó 38.6. Chúng ta sẽ có cái độ dày của bản này là 13.3 mm, phần càng của bản này là 44.4. Bản này khá là size khá là gọn, nhưng mà cái độ dày của nó, tại sao nó dày, bởi vì cái kính này là kính xa, kính sapphire, nhưng mà anh chị có thể thấy là ở đây nó làm vòm cong anh nhé, anh chị có thể thấy là vòm nó hơi cong lên một tí này, thì là đo sẽ cản, thì nó sẽ cái phần điểm chính giữa này thì mình đo lên nó sẽ bị dày ấy. Thì khi kính sapphire nó làm vòng cong lên như thế này thì chúng ta sẽ có một kính vừa chống xước tốt hơn và nó vừa chịu va đập nha anh chị nhé, chịu va đập tốt hơn. Thường thì kính sapphire nó sẽ chịu va đập kém hơn là kính khoáng, nhưng mà khi mà người ta làm vòng cong lên như thế này thì nó sẽ cứng hơn, đúng không ạ, cảm giác nó cứng hơn và nó chịu va đập tốt hơn là khi kính phẳng đó. Và cái chiếc đồng hồ của ta nhìn thì nó sẽ trường hơn, cái chiếc đồng hồ nó sẽ trường hơn. Thế này thì bằng nguyên lớp tem siêu ni lông, cái này là em xin phép em không bóc ra, lắc lắc cái cót cho nó thì để cho nó chạy cái đồng hồ thôi. Ở cót thì chúng ta sẽ là được báo cót là về cái ô báo cót ở trên phía góc 12 giờ, chúng ta sẽ có là báo cót là 50 tiếng ấy chị nhé. Đây, chúng ta sẽ được có cái phần cót báo cót là 50 tiếng. Phần này thì nhìn nó khá là classic cổ điển, đúng không ạ? Và bên phần phía góc 3 giờ chúng ta sẽ có ô lịch với cái nền trắng chữ đen. Đó, và phần kim cọc chúng ta sẽ là kim củ ngỗng nhé chị nhé, kim dây màu xanh rất là đẹp, kim dây kim giờ phút là màu xanh rất là đẹp đây. Khi mà ánh sáng hắt qua đây anh chị này có thể thấy là kim nó sẽ lên như thế này nhá, và cả kim bó cót ở trên phía góc 12 giờ nữa, đây nó đẹp như thế này đó. Đó, nhưng cái dòng này là nó là cũng là khá là hiếm ở tại Nhật rồi anh chị nhé. Thì khi mà em lên em chốt con này, em đặt con này, em lấy xong con này thì là cả hàng hầu như là nó đã hết rồi. Thì không biết là tương lai nó còn hay không. Những cái dòng Golden Star này là cái dòng rất là đẹp trong bộ sưu tập của Golden Star anh chị nhé. Đó, chúng ta sẽ có một phần cọc số La Mã, cũng như là những cái thiết kế nó đơn giản này, nhìn nó khá là classic anh chị nhé. Đeo lên tay nó cảm giác chúng ta có một chiếc đồng hồ nó rất là sang trọng, thanh lịch cho anh em có cổ tay nhỏ, cổ tay trung bình, và chúng ta vẫn có một chiếc đồng hồ đeo trên tay nó nhìn nó khá là trưởng. Đó, ngoài phần vỏ chúng ta sẽ được mạ PD màu vàng anh chị nhé, mà PD màu vàng, và chúng ta sẽ có phần núm, sẽ có logo của Orient Star hình chữ S ở đây. Đó, logo hình chữ S và Orient Star về góc 6 giờ chúng ta sẽ có chữ automatic nhé. Về góc dưới 6 giờ chúng ta sẽ có cỗ máy là F6N4 và chúng ta sẽ có cái chữ Japan. Đó, chúng ta sẽ có hai cái phần mặt này sẽ là mặt màu trắng và sẽ có hai lòng nhé. Lòng trong lòng ngoài thì là sẽ là màu trắng sứ, và chúng ta sẽ ở bên trong sẽ có những cái hình họa tiết hình chám ở đây, thì các bạn có thể thấy ở đây. Đó, kim cọc thì rất là đẹp nhé, kim cọc, kim củ ngỗng. Đó, anh chị sẽ có một bộ dây da cá sấu ấy nhỉ, bộ dây da cá sấu rất là đẹp đúng không ạ, bộ dây da màu nâu. Còn khóa thì anh chị sẽ có một cái khóa bướm chống gãy dây và còn nguyên tem silicon anh chị nhé, bướm 100%. Đó, có bướm chống gãy dây, nguyên tem siêu ni lông, và chúng ta sẽ có một cỗ máy lộ cơ như thế này. Ở dưới này thì các anh sẽ chỉ sẽ có ở đây, dưới này sẽ có thông tin là F6N4 này. Thì rồi là bên này chúng ta sẽ có cái số series này. Chữ đồ chứng nước của nó là 53, tương đương với 50 mét nước nhé anh chị nhé. Kính thì chúng ta sẽ có cái kính sapphire. Kính sẽ có kính sapphire nhé, Epson. Công ty mẹ của Orient và Mini Japan. Trong cỗ máy này chúng ta sẽ có cái quả văng có hình logo hình chữ S này, chữ Orient Star và chữ Japan anh chị nhé. Đó, cỗ máy của nó khá là đẹp đấy, nhưng mà dưới này nó còn bóng nguyên tấm lớp siêu ni lông, như thế này em xin phép cũng có để nguyên ở đây và không có bóc ra nhé, thì là để anh khách anh nhận thì anh sẽ là người tự bóc ra thôi. Đó,
Đó, bạn này của em thì anh khách của em tên là Dư nhé. Anh Dư ở Biên Hòa, Đồng Nai. Anh Dư ở Đồng Nai, Biên Hòa, Đồng Nai đấy ạ. Và anh ấy bảo tay của anh cũng tương đối nhỏ, cho nên là anh lấy cho anh cái size này. Thì size này có 38.6 và em đo thôi thì nó có cả nguyên lớp siêu ni lông ở đây ấy. Thì em nghĩ là nó sẽ khoảng là 38.5 thôi ạ. Đấy chưa, nó cũng không không bởi vì size này là size nhỏ. Đây ạ, 38.5 đây rồi. Và phần càng của nó có 44 rồi nhé, thì là đeo nó sẽ vừa với anh các bác có cổ tay nhỏ. Ví dụ em quyết lên tay của em quyết thử cho anh Dư anh xem thử nhé, hôm nọ thì em có điện cho anh trực tiếp ở cửa hàng đấy và có lên tay cho anh thử xem thử rồi. Đây cổ tay của em có 15.3 thôi và em lên tay nó khá là đẹp đấy. Đó, nó không quá nhỏ trên tay nha anh chị nhé. Nếu mà chúng ta đeo cái chiếc đồng hồ mà nó nhỏ quá trên tay ấy, thì nó đàn ông thì nó không đẹp đâu. Đấy, cho nên là chúng ta hãy đeo một cái chiếc đồng hồ nó tương đối một tí, đúng không ạ? Thì tất nhiên là tùy theo sở thích của mỗi người thôi, thì có người đeo muốn đeo cái bé, có người muốn đeo cái to, nhưng mà thông thường thì đàn ông thì hãy nên đeo những cái nó cũng tương đối trên tay một tí ấy. Nó so với cổ tay mình nó cũng phải trường trường lên một tí thì nó mới đẹp, đeo cái nhỏ quá thì nhìn nó sẽ hơi yếu, đúng không ạ? Đó, một chiếc đồng hồ rất là cực kỳ là đẹp anh chị nhé, dây da này đó, mới tinh của Orient này, nguyên tem silicon anh chị nhé. Và anh Dư ấy thì là ở cửa hàng đây nhá, thì là họ có lấy lại cái thẻ tag này vào đây. Em cũng có nói chuyện với cái chị kia và cũng có tỏ thái độ là không thích rồi, nhưng mà cái quy định của cửa hàng ở đây nói là như thế, với cả cái chị ấy thì hơi khó tính cho nên họ không không có cho mình cái này. Thì nó người ta nói chung là người ta cũng chỉ là nhân viên thôi anh chị ạ, người ta cũng không có quyết định được, nói chung người ta cũng chẳng tham cái này chẳng giữ cái này làm gì cả, và em cũng thế. Còn nếu mà lấy được cái này, cái thẻ này thì em lấy cho anh chị ngay, chứ cũng không có em cũng chả có lấy cái này làm cái gì cả. Đó, thế nhưng mà nó là quy định thì nó là như thế anh chị ạ. Đấy, thì em sẽ gửi lại cái này cho cửa hàng và sẽ gửi cái đồng hồ này trở về cho anh nhé. Thì trên này vẫn còn nguyên tem si ni lông và dưới khóa này cũng thế. Số serial number thì ở đây em có lấy và có quay cho anh rõ ràng ở đây nhé. Đấy, thì là về anh cứ theo cái thông tin này anh nhận thôi. Visa Pan đấy. Đây bên này số serial number này, B8T0628 anh nhé. Thì về anh cứ theo cái thông tin này anh nhận thôi. Đó. Sổ bảo hành của chúng ta sẽ có một cái sổ bảo hành màu đen như thế này, màu đen star mà. Đó, sổ bảo hành ở đây. Thì đối với đồng hồ ấy, thì là cái dòng của Orient và của Citizen nhé, thì họ sẽ có cái sổ này, sổ hướng dẫn kèm theo bảo hành luôn. Đấy, chứ còn sổ Seiko thì là họ sẽ có cái thẻ nữa. Đấy chị ạ. Đấy, thì là nội dung hôm nay em quyết định lấy đồng hồ là có cái này lấy cho anh Dư ở trong Sài Gòn. Đó. Thì là cảm ơn anh rất là nhiều đã ủng hộ, tin tưởng ủng hộ cho em Quyết. Một chiếc đồng hồ khá là đẹp. Đó, và bác hôm nay có bác hỏi em cái chiếc đồng hồ này là 6 7 triệu thì xin thưa bác là 17 triệu bác nhé. Đấy, 16 triệu 700. Là lấy về cho các bác là như bạn này. Như bạn này thì bây giờ nếu các bác có muốn lấy thì cũng phải đặt hàng trước, và thậm chí là có khi là còn không có hàng để lấy anh chị ạ. Vì chiếc này nó là một chiếc đồng hồ rất là đẹp và hàng hiếm ở tại Nhật rồi. Không biết là bên thị trường Việt Nam thì nó như thế nào. Đấy, nhưng mà bên bên này thì nó là hiếm rồi anh chị ạ. Những dòng Orient Star, những cái dòng này nó rất là chạy ở tại bên thị trường này, và nó là những cái chiếc đồng hồ cao cấp và rất là đẹp anh chị nhé. Đó. Đó, và em quyết vừa lên tay để giới thiệu cùng anh chị một chiếc đồng hồ của Orient Star, một chiếc đồng hồ rất là đẹp nhé anh chị nhé. Và ngoại hình của nó thì là nó có một chiếc đồng hồ nhìn nó khá là classic đúng không ạ, nó rất là nam tính. Cái chiếc này nó hướng đến sự nhìn nó sự trang sang trọng nha các bác nhé, mà PVD màu vàng rất là đẹp, nó rất là sang trọng và nó nam tính như chị ạ. Đó, phía sau em thì cũng là rất là nhiều đồng hồ. Cửa hàng này nó là một cửa hàng rất là lớn ở tại ở thành phố Nagoya anh chị nhé. Em quyết định ở thành phố Nagoya và lấy đồng hồ ở đây. À, cho các anh các chị thì em quyết lấy mấy cửa hàng ạ, thì cửa hàng nào giá nó tốt hay là có hàng thì mình sẽ lấy thôi, ưu tiên mình lấy thôi, chứ còn không cố định. Một ở đây cũng là một cái cửa hàng rất lớn, và ở trên phố đi bộ trên kia cũng có một cửa hàng rất là lớn mà em cũng hay quay video trên đấy đấy anh chị. Đấy. Thì là nội dung hôm nay em quyết đi lấy đồng hồ là chỉ có thế thôi. Thì thời lượng chương trình này thì đến đây em quyết xin phép được dừng lại. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đến xem ủng hộ cho kênh YouTube của em Quyết Japan. Nếu như anh chị có nhu cầu muốn lấy một chiếc đồng hồ hàng chính hãng ở tại Nhật và yêu mến em Quyết thì xin liên hệ với em qua số thông tin cá nhân của em có để dưới phần mô tả của video cũng như là hiển thị trên màn hình. Và anh chị hãy để lại những cái ý kiến bình luận tương tác với em Quyết nhé. Cái ý kiến bình luận tương tác của anh chị em Quyết cũng rất là cảm ơn.
đó, cho dù là em vừa làm video nó có hay có xấu hay là nó như thế nào thì anh chị cứ để lại những cái ý kiến bình luận thẳng thắn ở dưới phần bình luận của video, và em cứ sẽ rút ra những cái kinh nghiệm để làm video nó được hay hơn, nó được chỉn chu hơn để mọi người cùng trải nghiệm cái đồng hồ bên Nhật nó lấy như thế nào, và cùng em quyết săn những cái mẫu đồng hồ hàng chính hãng bên này cũng như là có cái giá thành tốt nhất cho mọi người sử dụng mọi người nhé. Đó, cảm ơn anh chị rất là nhiều, em quyết xin dừng lại video ở đây và mến chúc toàn thể quý cô chú anh chị và gia đình luôn luôn có những cái thành công, cái bứt phá cho cuộc sống, và chúc mọi người sức khỏe luôn luôn sức khỏe dồi dào anh chị nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, em quyết xin dừng lại video ở đây, xin mến chào và hẹn gặp lại toàn thể quý cô chú anh chị em video lần sau, xin mến chào và hẹn gặp lại.